đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bảo Ngọc bất ngờ có động thái này với Hoài Lâm sau ly hôn khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vào tối ngày 25 tháng 6 vừa qua, Bảo Ngọc gây xôn xao dư luận khi chủ động công khai chuyện đổ vỡ với Hoài Lâm sau gần 10 năm gắn bó và có cùng nhau hai cô công chúa. Trong bức tâm thư, cô mong muốn chồng cũ trưởng thành hơn, sống vui vẻ, an yên và cố gắng đừng phạm sai lầm. Sau một tuần khi sóng gió qua đi, Bảo Ngọc đã xóa sạch dòng trạng thái ly hôn. Trên trang cá nhân, cô cũng xóa sạch mọi khoảnh khắc từng đồng hành trước đây cùng Hoài Lâm. Mới đây một ý kiến muốn hàn gắn Bảo Ngọc và Hoài Lâm. Quay lại đi, tôi không chịu nổi đâu. Tôi mà có phép, tôi nhượng màu cho hai bạn quay lại với nhau. Không hề né tránh, Bảo Ngọc lên tiếng. Mọi chuyện tình cảm trên đời này đều do duyên số và ý trời. Trời chỉ đến đâu thì chỉ đi được đến đấy. Chia sẻ thẳng thừng của Bảo Ngọc đã cho thấy không có chuyện cô muốn quay lại. Sau khi công khai việc ly hôn, Bảo Ngọc tuyên bố cô không cần trợ cấp từ phán quyết của tòa án. Tôi không đòi anh Lâm chu cấp bất cứ đồng nào và sau này cũng không cần. Tôi không giàu có, nhưng con của mình thì mình nuôi. Tôi không vốn dĩ không cần mèo khóc chuột hay rẻ rúng như vậy. Về vấn đề nguyên nhân khiến Hoài Lâm đánh mất sự nghiệp, Bảo Ngọc nói luôn một lần. Lâm chưa bao giờ vì em mà phải đánh mất sự nghiệp. Có thời điểm Lâm không muốn làm gì hết, em vẫn luôn động viên hết sức có thể. Em vẫn luôn tìm những người anh chị lớn trong nghề để tạo cảm hứng cho Lâm. Nhưng chỉ đơn giản là Lâm thấy mệt và không muốn làm nữa. Em không phải là nguyên nhân khiến cho Lâm không chăm lo sự nghiệp. Về phía Hoài Lâm, nam ca sĩ chỉ để lại dòng bình luận xin lỗi và cảm ơn Bảo Ngọc phía dưới bài đăng công khai ly hôn của vợ cũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.